vừa mới quen thôi mà bạn đòi rủ em đi đi khách sạn này kia thì cái đó không có được rồi. Dạ, nhiều khi bạn hỏi mượn tiền thì đó lại không được nữa. Trời ơi. Thêm một cái, nhiều khi bạn rủ đi chơi khuya nữa cũng không thể được. Cuối cùng. Em tên là Phạm Văn Tâm, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1995, quê quán thị trấn Trân Thành, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Hiện nay đang làm công việc gì? Em đang làm tài xế xe tải của em. À, xe tải nhà luôn. Đang sống với ai? Một mình độc thân. Một mình độc thân mà làm gì lái hai chiếc xe tải? Mới mua vừa xong. Rồi ba mẹ đâu? Ba mẹ mất 21 năm. Nhưng mà có anh chị em gì không? Có, nhà 5 anh chị em. Em là người Úc. Rồi vậy cái nhà mình đang ở là sao? Nhà ba mẹ để lại hay sao? Nhà của em mới mua sau này thôi. Còn cái nhà ba mẹ cho là bán rồi? Bán rồi. Xe tải chở cái gì? Như chở hàng cho công ty. À rồi, chị hiểu rồi, coi như mình làm tư nhân. Mời em gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn nam kế bên và tất cả mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Bùi Thị Thanh Thủy, sinh năm 1984, quê em ở Long An. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại là em đang học nail và spa. Giờ mình đang ở với ai? Hiện tại là em ở một mình ạ. Ở nhà thuê? Dạ đúng rồi, em ở trọ. Rồi chứ hồi trước giờ lên là làm gì mà giờ mới đang đi học? Dạ lúc trước thì em lên thì em đi làm rất là nhiều ngành nghề. Thì sau đó thì em có làm ở công ty Bao Gen ở Bình Tân. Đợt dịch vừa rồi á, thì do ảnh hưởng của dịch công ty của em bị giải thể, thì nên là em đi học nail và spa. Có đồng anh chị em không? Nhà em thì có hai chị em. Em là Úc. Có dành dụm được đồng nào chưa? Dạ thì mình đi làm mình phải lo xa chứ. Rồi thôi vậy là tốt rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì công việc xe cộ, nhà về thì chỉ đi về chỉ ăn ra nằm ngủ. Trời ơi sướng vậy đó, làm chủ mà phải không? Thích chạy chạy, thích không ăn ra nằm ngủ. Không chạy sao có tiền, chị nói sao kỳ vậy. Bây giờ nói thiệt là vừa ngoài nhà hai chiếc xe rồi có vốn không? Cũng được, ít. Ít là nhiêu, về đám cưới rồi có lo được cho vợ con không? Không, chuyện đám cưới thì nói chung ra thì cái đó tài khoản là có sẵn. Cái tài khoản ai không có, vấn đề có nhiêu tiền trong tài khoản đó chứ. Cũng được, hơn hoài tỷ. Ôi, hoài tỷ? Hoài 1 tỷ thôi. Hoài 1 tỷ hết hồn, trời ơi, nè. Có nhà nha, có 2 chiếc xe tải nha, công việc ổn định nè. Có tiền tỷ trong tay nữa nha, tuổi trẻ tài cao. Được, nãy nói sinh năm 8 mấy? 85 nha, nghe chưa, người ta 85, người ta có vài tỷ, có nhà, có xe rồi kìa. Rồi, còn em thì sao? Đó, cái đó là điểm mạnh, điểm yếu, còn điểm yếu của mình là gì? Về xong rồi nhà cũng hay nấu ăn, rồi hay đi ca hát, chơi với mấy cậu gì vậy thôi. Rồi có biết làm công việc nhà không? Giặt giũ, ăn uống gì đó, nấu nướng có biết làm không? Nấu ăn thì nói chung là cũng không có ngon lắm, mà cỡ như người ta nấu là được. Quá tốt rồi. Nhưng mà nếu sau này mình lấy vợ về, mình có phụ vợ công việc nhà không nè? Ok. Ok, duyệt. Tôi chốt rồi đó. Bên đây, điểm mạnh điểm yếu của mình sao? Điểm mạnh của em á thì của em là vui vẻ, em vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu của em á thì em không có biết ca hát, với lại em sợ ma. Sợ ma mà sống mình? Dạ. Tại vì mẹ với chị ở dưới rồi, có mình em thì em phải tự, em phải lo thôi. Hàng ngày có đi làm về rồi có thời gian đi chơi không? Em lo làm đó. Bạn bè thì cũng có giao tiếp nhưng mà chưa, chắc là em nghĩ chưa tới nhiên á. Bây giờ tình trường sao nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì có một mối tình, cũng là mối tình đầu 9 năm ạ. 9 năm? Dạ. Trời ơi, quen gì lâu dữ vậy em? Tụi em thì cũng dự tính tới là để đi xa đó. Nên mới quen nhau 9 năm. Sao không được? Nhưng mà tại vì cuối cùng thì em phát hiện ra là bạn đó có quen một người nữa, nên là em với bạn đó chia tay à. Dẹp bỏ quá khứ sang trang. Mình chưa mở lòng hay là mình chưa gặp thấy đối tượng khác? Thời gian có khoảng 2 năm sau thì bắt đầu là em mới là đi làm qua cái kênh đó, rồi thì em bắt đầu là mới mở lòng ra. Nhưng mà khi em mở lòng thì em gặp nhiều bạn chỉ đi uống nước rồi uống cà phê, đi tìm hiểu thôi. Theo cái sở thích của bạn thì không có phù hợp với em. Không hợp với em. Dạ, có bạn thì vừa mới quen thôi mà bạn đòi rủ em đi đi khách sạn này kia thì cái đó không có được rồi.
Dạ, nhiều khi bạn hỏi mượn tiền thì đó lại không được nữa. Trời ơi. Thêm một cái, nhiều khi bạn rủ đi chơi kia nữa cũng không thể được. Cuối cùng là trớt quớt vô đâu hết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em vẫn khao khát và vẫn tin tưởng vào một tình yêu trong tương lai nó sẽ đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe tình trường của cổ thấy sao? Thấy bạn kia nói chuyện cũng thật, dễ thương, giọng nói cũng nghe ngọt. Em nghe em dịu đó, cũng xinh gái. Xinh chứ sao không xinh, trời ơi xinh lắm á. Rồi tình trường của em thì sao nè? Tình trường của em có một mối tình 2009, có quen một người, quen cũng được 4-5 năm. Người đó chê em nghèo. Lúc đó chưa có nhà, chưa có xe phải không? Có nhà nhưng mà đang chạy xe mướn. Thì em cũng nói thật lòng là em nói hồi đó là em đi chạy xe mướn, xe khách người ta mới lấy bằng. Sau thời gian đó, ông anh cuối năm 2013, đầu năm 2014 thì ông anh ông trúng 8 tờ số. Trời, bị anh ruột đúng 8 tờ số đặc biệt. 5 tờ anh ủi, 3 tờ đặc biệt là 5 tỷ. Là cho em thật nào không? Có cho vốn làm ăn chứ, nó phải cắt đầu lên được chứ. Là cũng nhờ gia đình hỗ trợ giúp đỡ phải không? Cũng nhờ. Rồi sau một thời gian đó chia tay xong cỡ 2 năm, em quen một người là năm 2015, là tới năm 2017 em đi lấy gom tiền nước về, nước khoáng, nhà có công ty nhỏ nước khoáng, đi bỏ cái em gom tiền về em bị tai nạn. Ý gì? Gãy giò, gãy xương vai phải không? Là bắt đầu là chia tay luôn. Nằm mất bao lâu? Mặt nằm hết 1 năm trường, đi 6 tháng đi này. Bây giờ đi lại đôi bình thường chưa? Bình thường. Chút xíu nữa đi vòng chạy vòng tôi coi nha. Chạy không được, mỏi giò lắm rồi, chạy cả ngày đêm biết bây giờ đuối lắm rồi. Nhưng mà mạnh khỏe không? Trời, kể như trâu nữa. Chết nổi không? Từ nào giờ đâu có làm mấy chuyện đó đâu, hết chắc nha. Cỡ 40kg, 50kg đã dán một lên à. 50kg ẩm cái một lên. Ẩm một lên là một chuyện mà nó khỏe trong người không? Mà trời, chân chẳng đi ok không? Đi ok. Rồi chút xíu nữa mình kiểm tra nha cưng nha. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người đó chỉ về phụ công việc nhà với coi nhà. Thì ngày nào ở nhà đó thì có cái vườn. Có vườn gì? Có nhà có vườn mít. Nhà có vườn mít, có bao nhiêu gốc? Có 50 gốc. Trời ơi sao nhà giàu vậy? Cá về cho cá ăn cho gà. Cá gì? Cá tư tượng, cá hai tượng. Cha, nhưng mà giờ là vậy là lấy vợ về là coi vườn rồi trồng mít với lại coi câu cá rồi kia thôi. Thì giả tỷ giờ vợ muốn đi ra ngoài đi làm được không? Cái đó là chuyện của vợ, muốn đi làm hay cho đi làm. Nãy giờ khai loài ra tùm lum hết trơn, nãy hai chiếc xe tải giờ thêm tới 50 gốc mít rồi ao cá rồi nữa. Rồi cả đó, còn gì nữa không? Nhà giờ chỉ út thì nhà nói chung mấy bà dì cũng kêu không lấy, mà đang làm công việc trong chở hàng đồ, thời gian không có gì. Nhiều khi quen được bạn gái nhưng mà tìm được người ý hợp thời gian đó để dành cho bạn gái, như ngày nào nghỉ xe không chạy thì mình xuống mình phải chơi. Có thời gian chăm sóc bạn gái mới lấy vợ được nha, chứ không phải có tiền có nhà là có vợ đâu à, chưa chắc đâu à. Đúng, chính xác. Chính xác. Rồi em muốn tìm người bạn chồng tương lai như thế nào? Một người sống tình cảm mà có ý chí cầu tiến, có đạo đức, với lại nếu mà vui vẻ thì càng tốt. Tại vì tính của em là hay vui vẻ, em hay chọc ghẹo lắm ạ. Bây giờ thí dụ lên Bình Phước làm dâu đi không? Dạ được ạ. Tại vì xưa tới giờ là em độc lập một mình. Chứ chị thấy anh này mà biểu anh xuống thành phố cũng khó à. Tại nhà cửa cơ ngơi trên đó xuống như này cũng khó. Xuống đâu không quan trọng, mà quan trọng là hai người cùng hướng với nhau. Nghĩa là em cũng sẵn sàng lấy chồng xa đúng không? Sẵn sàng đi qua nha, đi tới xứ nhà chồng đi làm dâu là vẫn đi được đúng không? Dạ đúng rồi. Không nói làm dâu nhưng mà ý là qua nhà chồng ở, chứ anh này là một cô cha mẹ. Hai người cùng hướng với nhau, cùng đi với nhau thì cái đó không quan trọng. Đúng rồi.